Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về 6 thời điểm để chúng ta uống mật ong tốt trong ngày nhé, tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Xin giới thiệu với các bạn, đây là mật ong hoa cà phê các bạn nhé, và mình đã mua ở Đà Lạt, Lâm Đồng các bạn ạ. Rất là chuẩn vị và rất là tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những thời điểm để chúng ta uống mật ong để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Đó là mật ong có chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm chúng ta uống mật ong, bạn sẽ có được những lợi ích cho sức khỏe khác nhau nhé. Và các loại mật ong thì đều có giá trị dinh dưỡng thôi, chứ không phải là cứ phần mật ong rừng hay mật ong tự nhiên, mà mật ong nuôi cũng vẫn có nhiều giá trị dinh dưỡng rất là tốt các bạn ạ. Với các loại hoa khác nhau thì giá trị dinh dưỡng của mật ong với mùi vị, hương vị nó khác thôi các bạn nhé. Mật ong có thể uống được vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhé, nhưng nên uống vào những thời điểm cụ thể để đạt được hiệu quả tối đa các bạn ạ. Về những lợi ích sức khỏe từ mật ong mang lại cho chúng ta, sau đây thì mình xin chia sẻ với các bạn những thời điểm thích hợp để chúng ta uống mật ong để đạt hiệu quả tốt nhất các bạn nhé. Thời điểm thứ nhất của chúng ta nên uống mật ong đó là uống vào buổi sáng các bạn nhé, là thời điểm tốt nhất để chúng ta ăn mật ong để có thể tăng cường mức năng lượng nhé, và duy trì được hoạt động của cơ thể cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh ạ. Vậy uống mật ong vào buổi sáng không chỉ tốt cho làn da mà còn có lợi cho sức khỏe, bao gồm như là làm sạch dạ dày, đồng thời giúp chúng ta ngăn ngừa đào thải được độc tố ra khỏi cơ thể các bạn ạ. Và thứ hai nữa là mật ong là thành phẩm giàu năng lượng, do đó có thể loại bỏ được cảm giác mệt mỏi và đói bụng nếu chúng ta dùng vào buổi sáng sớm các bạn nhé. Và người lớn tuổi uống một cốc nước ấm pha với mật ong vào buổi sáng sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột, giúp chúng ta đi đại tiện nhanh hơn và nó sẽ đẩy thải được độc tố ra khỏi cơ thể ạ. Và uống mật ong vào buổi sáng còn giúp chúng ta hỗ trợ giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa và đặc biệt là tốt cho những người bị bệnh về dạ dày các bạn ạ. Đây là thời điểm thứ nhất là vào buổi sáng, và khi uống mật ong về thời điểm thứ hai là vào buổi tối các bạn nhé. Trong mật ong có chứa rất nhiều khoáng chất tự nhiên và vitamin nhé, giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng cho sức khỏe người sử dụng các bạn ạ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng, uống một cốc nước mật ong vào buổi tối sẽ giúp bạn kích thích tinh thần, giúp chúng ta tỉnh táo hơn và xua tan mệt mỏi của một ngày lao động mệt nhọc hay là suy nghĩ nhiều nhé, để cho giấc ngủ của chúng ta ngon hơn. Cái thứ ba nữa là thời điểm thứ ba để uống mật ong đó là uống trước khi ngủ các bạn nhé. Uống mật ong vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp cho bạn hạn chế được tình trạng mất ngủ và giảm bớt căng thẳng khi chúng ta làm việc suy nghĩ trong một ngày, và có được một giấc ngủ ngon hơn. Một cốc nước ấm pha với mật ong thêm một chút chanh tươi nữa sẽ giúp cơ thể của chúng ta thải được độc tố ra ngoài và hệ bài tiết của cơ thể của chúng ta sẽ hoạt động tốt hơn ạ. Ngoài ra, uống mật ong trước khi đi ngủ còn hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh về đái tháo đường type 2, hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày hay thực quản, hạ huyết áp nhé. Thói quen uống mật ong trước khi đi ngủ còn giúp bạn hỗ trợ được giảm cân, vì có thể sẽ bắt đầu đốt nhiều chất béo hơn vào ban đêm các bạn nhé. Một cốc nước ấm pha với mật ong nguyên chất chỉ có 64 calo và sẽ cho chúng ta cảm giác no suốt cả đêm ạ. Thời điểm thứ tư là uống mật ong trước bữa ăn các bạn nhé. Uống một cốc nước mật ong, nước ấm ấy, pha với mật ong trước bữa ăn 30 phút có thể hỗ trợ ức chế tiết axit dạ dày ạ. Do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày nhé. Đối với người
bị viêm loét dạ dày thì uống một cốc nước mật ong ấm mỗi ngày 10ml ạ. Mật ong pha với một cốc nước ấm sau một thời gian, tình trạng viêm sẽ giảm một cách đáng kể nếu chúng ta duy trì thường xuyên nhé. Thời điểm thứ 5 mà chúng ta uống mật ong để cho tốt cho sức khỏe là uống mật ong sau bữa ăn. Khoảng 1 đến 2 giờ sau khi chúng ta kết thúc bữa ăn thì chúng ta sẽ uống, sẽ giúp chúng ta tăng cường vai trò của nhu động ruột và có thể thúc đẩy bài tiết axit dạ dày bình thường ạ. Rút ngắn thời gian đại tiện một cách đáng kể nhé, và giúp hạn chế bớt được những tác động xấu của những bữa ăn do quá đà của chúng ta. Tức là những bữa ăn mà khi chúng ta thấy ngon miệng thì chúng ta lại ăn quá hơn, thì khi chúng ta uống vào nó sẽ làm cho chúng ta tiêu hóa tốt và không bị những cái chất gì nó tích tụ lại trong cơ thể các bạn nhé. Và thời điểm cuối cùng mà chúng ta uống mật ong đó là uống mật ong trị ho, trị cảm lạnh ạ. Mật ong có chứa hàm lượng các khoáng chất rất là có lợi cho cơ thể nhé, và các chất dinh dưỡng như là vitamin B2, vitamin B6, vitamin B3 và nước hay năng lượng ạ. Carbon hydrate hay canxi, kali các bạn nhé, và phốt pho, kẽm cùng với một số chất dinh khoáng chất khác ạ, rất tốt trong cho cơ thể. Vì mật ong chứa hàm lượng lớn các khoáng kháng viêm và kháng khuẩn nhé, được coi là một trong những vị thuốc kháng sinh tự nhiên tốt nhất để giúp chúng ta ngăn ngừa các virus vi khuẩn gây bệnh. Đồng thời mật ong có tác dụng làm ấm và dịu cổ họng ạ, giảm ho long đờm hiệu quả. Mật ong thường được dùng để điều trị ho và cảm lạnh tại nhà, do chúng có đặc tính kháng khuẩn mạnh nhé, giúp chúng ta giảm đau họng và làm dịu cơn ho ạ. Có thể sử dụng mật ong, trà mật ong với ít nước cốt chanh hay si rô mật ong, hoặc tắc với mật ong hoặc hẹ với mật ong nhé. Nên uống vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ sẽ có công dụng tốt nhất ạ. Uống một cốc trà chanh mật ong, ngâm mật ong cũng được tạo nên bởi tâm trạng thoải mái và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn 6 thời điểm để chúng ta uống mật ong để có được tác dụng tốt nhất cho sức khỏe nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video hữu ích nhất ạ.